Trung Quốc bình luận Việt Nam nhận đủ 4 Gepard. Quý vị và các bạn thân mến, Trang Sina cho biết, theo các phương tiện truyền thông Việt Nam, vào hôm 24 tháng 1, tàu vận tải Rondok Star quốc tịch Hà Lan đã đưa chiếc tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 thứ tư của Hải quân Việt Nam về tới cảng Cam Ranh sau khi khởi hành từ Nga hôm 27 tháng 11 năm 2017. Trước đó, chính con tàu này đã đưa chiếc Gepard 3.9 thứ ba của Việt Nam hiện đã mang số hiệu 015 và tên gọi Trần Hưng Đạo về nước vào hôm 27 tháng 10 năm 2017. Hiện tại, Gepard 3.9 là lớp tàu chiến lớn hiện đại nhất, mệnh danh là 4 viên kim cương của Hải quân Việt Nam. Những chiếc Gepard 3.9 này có tính năng kỹ chiến thuật rất cao, cách thức tác chiến của chúng được kênh truyền hình quốc phòng hé lộ một phần trong một phóng sự phát sóng vào ngày 12 tháng 7 năm ngoái. Sina bình luận, mặc dù lượng giàn nước lên tới 2.000 tấn và được trang bị vũ khí hiện đại uy lực mạnh, nhưng trong video mô phỏng phương thức tác chiến, Hải quân Việt Nam lại giới thiệu một phương án rất lạ lùng. Trong trường hợp bị phong tỏa, những chiếc Gepard 3.9 của Việt Nam sẽ lợi dụng ban đêm và điều khiển biển động cấp 4 để men theo những triền núi ven biển để bí mật ra khơi tiếp cận vị trí tàu địch. Chi tiết gây ngạc nhiên nhất là mặc dù có tính tàng hình khá, nhưng Gepard vẫn bị cho là khó tiếp cận chiến hạm đối phương, gần đến mức có thể sử dụng pháo. Họ không cần khai hỏa tên lửa KH-35 Uranair, mà hình ảnh mô phỏng cho thấy tổ hợp tên lửa pháo phòng không Palma cùng pháo AK-630M đã tạo nên một màn đạn dày đặc để bắn cháy tàu chiến của đối phương. Bình luận viên của Sina cho rằng mô phỏng phương thức tác chiến như vậy là tương đối khác với tình huống xảy ra khi thực chiến hiện đại. Chiến hạm Gepard Việt Nam bị Trung Quốc săm soi kỹ. Trung Quốc chú ý theo dõi đánh giá kinh nghiệm sử dụng vũ khí hải quân của Nga ở Syria, đang theo dõi việc đóng các tàu tương tự lớp Gepard 3.9 cho hải quân Việt Nam tại các xưởng đóng tàu Nga và tên lửa 3M14, tìm cách lấy cắp công nghệ mua sắm sao chép tên lửa này. Theo các chuyên gia Trung Quốc, lực lượng không quân vũ trụ Nga triển khai ở căn cứ không quân Hemimim, triển khai ở căn cứ không quân Admaimim, đang thực hiện các cuộc không kích chính xác vào các mục tiêu và các đơn vị của IS và Jabhat al-Nusra. Nhưng trong bối cảnh căng thẳng quan hệ với Mỹ, quân đội Nga chủ yếu sử dụng các máy bay hiện đại, cụ thể là tiêm kích bom Su-34, 6 chiếc và tiêm kích Su-35, 6 chiếc. Được biết, tất cả các cường kích Su-25 đã bị rút về Nga, mặc dù chính các máy bay này gánh vác phần lớn hoạt động chiến đấu. Cần lưu ý rằng trong trường hợp nổ ra xung đột giữa Mỹ và Nga về quyền thiết lập vùng cấm bay trên bầu trời Syria, các địch thủ chính của các phi công Nga sẽ là các phi công không quân trên hạm của Hải quân Mỹ, vốn có ý định triển khai thường xuyên ở vùng biển Địa Trung Hải, một hoặc hai cụm tàu sân bay chiến đấu của hạm đội 6. Hiện nay, cụm tàu sân bay chiến đấu số 9, Whitby Eisenhower, đang được phái đến Đông Địa Trung Hải để thay thế cụm tàu sân bay chiến đấu số 8, Harry Truman. Theo kế hoạch tối ưu hóa các hành động đáp trả của các lực lượng hải quân Mỹ có hiệu lực từ ngày 15 tháng 1, 2014, cụm tàu sân bay chiến đấu số 9 sẽ thực hiện tuần tra chiến đấu tại vùng biển trên trong 7 tháng tiếp theo, có thể kéo dài hơn. Các nhà phân tích cho rằng sự hiện diện của binh đoàn hải quân Mỹ sẵn sàng chiến đấu ở ngay sát hải quân Syria là dấu hiệu cho thấy Lầu Năm Góc thực sự có kế hoạch can thiệp và tiến trình sự kiện trên mặt trận Syria. Trong bối cảnh các cụm tàu sân bay chiến đấu của Hải quân Mỹ đẩy mạnh hoạt động ở Địa Trung Hải, ban lãnh đạo chính trị quân sự Nga sẽ phải tăng cường mạnh mẽ lực lượng tàu chiến của mình đang hộ tống các tàu vận tải hàng quân sự sang Syria, cũng như bảo đảm bảo vệ biên giới biển của Syria. Cần lưu ý rằng các chuyên gia Trung Quốc đã phân tích các tính năng và kinh nghiệm sử dụng tàu nổi của Hải quân Nga đã và đang tham gia chiến dịch quân sự ở Syria, cụ thể là các tàu hộ vệ Love Project 11661K và các tàu tên lửa nhỏ Rocket 21631 cũng như các tàu tuần dương tên lửa lớp Moskva. Các chuyên gia vũ khí Trung Quốc đánh giá cao các phẩm chất kỹ chiến thuật của tàu hộ vệ lớp Project 11661K và đang chú ý theo dõi việc đóng các tàu tương tự lớp Gepard 3.9 cho Hải quân Việt Nam tại các xưởng đóng tàu Nga. Các tàu này có cơ cấu vũ khí cân đối, có khả năng tiêu diệt cả mục tiêu trên biển, tàu nổi, tàu ngầm lẫn mục tiêu mặt đất bằng các tàu tên lửa hành trình 3M14 Kalib. Các chuyên gia Trung Quốc không che giấu sự quan tâm của mình đối với các loại tên lửa này và có lẽ sẽ rất nỗ lực nhằm lấy cho được tài liệu kỹ thuật hoặc ký hợp đồng với công nghiệp quốc phòng Nga để mua một lượng nhỏ tên lửa 3M14 ở các biến thể khác nhau. Theo các chuyên gia Viện Nghiên cứu Chiến thuật Hải quân thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Quân sự Trung Quốc, tàu hộ vệ tên lửa Rocket
11661 ca với cự ly hành trình 5.000 hải lý và khả năng tuần tra ở tốc độ 10 hải lý trên 1 giờ trong một thời gian dài sẽ là phương án lý tưởng cho Hải quân Nga một khi tổ chức triển khai trú đóng thường xuyên một lực lượng tàu tiến công tại trạm bảo đảm vật chất kỹ thuật ở Tartus, Syria. Được biết, ngoài các tàu hiện đại của Hải quân Nga ở phiên biển Syria còn có tàu tuần dương lớp Project 1164 Alland luân phiên trực chiến. Các tàu này được thiết kế từ những năm 1970 và đến nay vẫn đang thực hiện các nhiệm vụ được giao ở khu vực khác nhau trên đại dương thế giới. Đáng lưu ý là các tàu tuần dương Love Project 1164 Island sau khi tiến hành hiện đại hóa và trang bị lại sẽ có thể đối chọi với các tàu tuần dương Love Tikhon Deroga và tàu khu trục Love Angerburg vốn đang cấu thành nền tảng cho các binh đoàn tàu của Hải quân Mỹ trên đại dương thế giới. Các nhà phân tích Trung Quốc cho rằng chính việc hệ thống phòng không trên tàu tuần dương Moscow có tầm hoạt động không đủ lớn nên trong khi tàu này đang trực chiến mà máy bay ném bom Su-24 của Nga bị bắn rơi, đây cũng chính là nguyên nhân chủ yếu của sự kiện bi thảm này. Các chuyên gia công nghiệp quốc phòng Trung Quốc trong 20 năm nay đã chú ý theo dõi quá trình khai thác các tàu của Nga và Mỹ và có tính đến không chỉ các vấn đề khó khăn và cả các triển vọng phát triển trang bị tàu mặt nước của Hải quân. Kết quả là theo báo chí Trung Quốc, sắp tới tại các xưởng đóng tàu của nước này sẽ bắt đầu đóng loạt tàu tuần dương thế hệ mới lớp Tham 055 của giới lãnh đạo chính trị quân sự Trung Quốc cần có để kiềm chế Mỹ ở Biển Đông cũng như ở Cần Đông và Bắc Phi. Tàu tuần dương lớp Tham 055 có các tính năng kỹ chiến thuật như sau: chiều dài 175m, chiều rộng 21m, món nước 6,5m, lượng nước tiêu chuẩn đầy đủ 9.000 trên 11.500 tấn, tốc độ chạy tiết kiệm 20 hải lý trên 1 giờ, tốc độ tối đa 32 hải lý trên 1 giờ, cự ly hành trình với tốc độ tiết kiệm 5.000 hải lý, tầm hoạt động độc lập 10.000 hải lý, thủy thủ đoàn 280 người. Tổng công suất của 4 động cơ tuabin khí QC-280 là 112.000 mã lực, sơ đồ động cơ áp dụng theo kiểu hai trục hai chân vịt ghép nối với các động cơ điện công suất lớn. Vũ khí tiến công của tàu gồm một pháo tự động một nòng 130mm, hai hệ thống phóng tên lửa vạn năng, mỗi hệ thống chứa 48 thanh dẫn hướng phóng thẳng đứng, bố trí ở mũi và giữa tàu cho phép phóng các loại tên lửa. Tên lửa phòng không tầm trung và tầm xa HHQ-9, HHQ-16, tên lửa ngư lôi CJ-5, tên lửa hành trình tầm xa hạm đối bờ CJ-10, tên lửa chống hạm siêu âm YJ-18. Có lẽ tàu sẽ được trang bị các tên lửa chống tên lửa để bảo đảm phòng thủ tên lửa cho cụm tàu sân bay xung kích của Hải quân Trung Quốc. Để bảo đảm phòng không tầm gần, trên tàu sẽ lắp các hệ thống pháo phòng không 30mm, 11 nòng Tham 1130. Ở đuôi tàu sẽ lắp các hệ thống tên lửa phòng không HH-10. Ở giữa phần thượng tầng của tàu cũng sẽ lắp 4 ụ pháo phòng không 6 nòng cỡ nhỏ để tự vệ ở tầm gần. Cần nhớ rằng tàu này sẽ được trang bị thêm 2 cụm nhân 3 ống phóng lôi 533mm để tác chiến chống tàu ngầm. Được biết, hệ thống thiết bị vô tuyến điện tử bao gồm đủ bộ các trạm radar băng X và S cũng như hệ thống tác chiến điện tử cho phép tàu tác chiến hiệu quả với lực lượng đối phương. Tóm lại, có thể dự đoán rằng giới lãnh đạo chính trị quân sự Trung Quốc sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch xây dựng hải quân đại dương đủ sức bảo đảm an ninh, lợi ích quốc gia và công dân Trung Quốc ở bất cứ đâu trên trái đất. Rõ ràng là các chiến lược gia Mỹ cũng sẽ tính đến các xu hướng đóng tàu quân sự hiện nay của Trung Quốc và tìm cách đưa ra một chiến thuật hành động cho phép sau năm 2020 có thể đồng thời duy trì 5-6 cụm tàu sân bay chiến đấu ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Bí ẩn khách hàng Đông Nam Á đàm phán mua Club Car. Tổ hợp thiết kế Morin Film System Agat đang đàm phán với các khách hàng Đông Nam Á về thương vụ chuyển giao tổ hợp tên lửa hành trình Club Car. Ông Gregory Ansef, giám đốc điều hành Morin Film System Agat cho biết, nhiều khách hàng quốc tế quan tâm tới tổ hợp Club Car. Chúng tôi đang lập kế hoạch chuyển giao tổ hợp cho các khách hàng tin cậy, trong đó có khách hàng tại Đông Nam Á. Được biết, trước khi ông Gregory Ansef đưa ra tuyên bố này, tại triển lãm Lima 2017, nhà máy đóng tàu Zelenodonsk đã giới thiệu với đoàn Hải quân Việt Nam chiến hạm tàng hình 22160 với trang bị vũ khí chính là hệ thống tên lửa Club Car được lắp đặt trong hai container nằm ở phần sau tàu. Mỗi container chứa 4 tên lửa 3M54KE, 3M54KE1 hoặc KH-35 Uran-E, đạn tên lửa hành trình chống tàu 3M54KE đạt tầm bắn 220 km, mang phần chiến đấu nặng 200 kg. Đạn tên lửa hành trình chống tàu 3M54KE1 đạt tầm bắn 300 km, mang phần chiến đấu nặng 400 kg. Đạn tên lửa hành trình đối đất 3M14KE
đạt tầm bắn tối đa 275 km, mang phần chiến đấu nặng 450 kg. Đạn tên lửa hành trình chống tàu KH-35UE đạt tầm bắn tối đa 260 km. Chiến hạm tàng hình 22160 có thiết kế thủy động lực học với khả năng tàng hình rất cao. Tháp chỉ huy được thiết kế xuôi về sau, dạng gần giống như kiểu kim tự tháp, có nét giống dự án tàu tuần tra lớp Gowind của Pháp. Tàu được trang bị hệ thống động lực Kodak cho tổng công suất 34.000 mã lực, 4 máy phát điện diesel công suất 300 kW cho tốc độ tối đa là 30 hải lý một giờ, tốc độ tiết kiệm nhiên liệu 16 hải lý một giờ, tầm hoạt động 6.000 hải lý, thời gian hoạt động liên tục là 60 ngày. Cấu hình tàu hộ tống được trang bị cực mạnh, không kém gì các tàu hộ vệ hạng nặng tiên tiến. Vũ khí gồm có pháo hạm A-220M 57mm tầm bắn 12 km, hai súng máy hạng nặng 14,5mm điều khiển từ xa và hai hệ thống phóng đạn gây nhiễu PK-10. Tàu lắp đặt một hệ thống phóng thẳng đứng VLS-3S-90E sử dụng đạn tên lửa phòng không tầm trung đa kênh STEL-1 có tầm phóng 50 km được bố trí phía sau pháo chính. Ngoài vũ khí đối hạm, đối đất, phòng không rất là mạnh, tàu hộ tống Project 22160 còn được trang bị hệ thống tác chiến chống ngầm với hệ thống định vị thủy âm MGK-339EM, hệ thống phát hiện người nhái dưới nước AGS Palada, hai súng phóng lựu chống người nhái DP-65. Thiết kế thủy động lực học hiện đại, cấu hình vũ khí mạnh, tàu hộ tống thuộc 22160 có thể coi là một lựa chọn lý tưởng cho nhiệm vụ bảo tuần tra bảo vệ vùng đặc quyền kinh tế và bảo vệ chủ quyền biển đảo của những quốc gia có lực lượng hải quân không lớn như Việt Nam. Vũ khí nối thêm sức mạnh cho chiến hạm Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, theo giới thiệu của phòng thiết kế Minier Onter, nhà sản xuất 3M47 Gipka, vũ khí này là giải pháp phòng không tầm thấp hiệu quả nhất, nâng cao sức mạnh phòng thủ trên tàu chiến cỡ nhỏ như Gepard, Monia, 1241RE Tarantul. Những loại tàu này của Việt Nam hiện đều được trang bị tên lửa phòng không tầm thấp. Tuy nhiên, điểm yếu là cơ cấu phóng này không được tích hợp tổ hợp ngắm mục tiêu ở cự ly xa, mà chủ yếu là diệt mục tiêu trong tầm nhìn. Và như vậy, 3M47 Gipka được coi là giải pháp thích hợp nhất. 3M47 Gipka được trang bị tổ hợp ngắm quang điện cho phép phát hiện mục tiêu ở cự ly xa. Đặc biệt, nó có thể nhận thông tin mục tiêu từ radar của tàu, qua đó phát hiện sớm để đánh chặn hiệu quả mục tiêu ở cự ly xa. Đây có lẽ là phương án nâng cấp sức mạnh phòng không hiệu quả cho tàu chiến cỡ nhỏ của Việt Nam. Hệ thống 3M47 Gipka là một mô đun chiến đấu điều khiển từ xa, hoạt động trên môi trường tự động hoàn toàn. Hệ thống cung cấp sự bảo vệ cho các tàu chiến có lượng giãn nước từ 200 tấn trở lên trước mối đe dọa của tên lửa chống hạm, máy bay cánh cố định bay thấp hay trực thăng. Điểm độc đáo của hệ thống 3M47 Gipka là sử dụng thông tin từ radar trên tàu để tìm kiếm và theo dõi mục tiêu. Hệ thống tương thích với các radar trên tàu như Positive, Fook hoặc Freeweb. Đặc biệt trong đó, radar Positive đang được sử dụng trên các tàu tên lửa Gepard 3.9, Project 12418 trên 1241RE của Hải quân Việt Nam. Cảm biến quang điện trên hệ thống có thể phát hiện mục tiêu kích cỡ máy bay trong phạm vi từ 12 đến 15 km. 3M47 Gipka hoạt động trong môi trường tự động hoàn toàn trong việc bám bắt và tiêu diệt mục tiêu. Hệ thống sử dụng đạn tên lửa 9M39 lắp đầu từ dẫn hồng ngoại thụ động, có thể tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách 5,2 km với tầm cao 3,5 km. Xác suất tiêu diệt mục tiêu rất cao bất chấp trong điều kiện không gây nhiễu chủ động và bị gây nhiễu. 3M47 có thể dùng đạn tên lửa 9M342 lắp đầu từ dẫn hồng ngoại thụ động với tầm bắn tối đa 6 km, tầm cao tối đa 4 km. Đạn tên lửa 9M342 được trang bị đầu đạn lớn hơn, kết hợp với ngòi nổ vô tuyến cận đích mới cho phép tiêu diệt từ khoảng cách 1,5m đến mục tiêu. Thời gian phản ứng với mục tiêu chỉ 8 giây, thời gian tái nạp đạn bằng tay mất khoảng 3 phút, hệ thống có thể bắn phát một hoặc phóng loạt tùy thuộc vào điều kiện thực tế. Hiện 3M47 Gipka được sản xuất với hai biến thể với 4 đạn tên lửa và biến thể sử dụng 8 đạn tên lửa. Tuy nhiên, số lượng mục tiêu có thể tham chiến cùng lúc chỉ một mục tiêu, toàn bộ hệ thống có khối lượng chiến đấu chỉ 650 kg. Đừng cười châu chấu đá xe, tăng T-54 Việt Nam đối đầu M-48 của Mỹ, mèo nào cắn miễu nào. Quý vị và các bạn thân mến, là hai loại xe tăng chủ lực trên chiến trường miền Nam Việt Nam, T-54 và M-48 Patton đã có nhiều dịp đọ sức với nhau. Tuy nhiên, đối đầu trực tiếp với nhau thì chỉ có một lần duy nhất. Chuyện đó đã xảy ra tại ngã tư Bãi Hiền sáng 30 tháng 4 năm 1975.
Ra đời từ đầu những năm 50 thế kỷ 20, xe tăng M48 trở thành xe tăng phổ biến nhất của Mỹ trong mấy thập niên sau đó. Chúng cũng đã được cải tiến nhiều lần và có nhiều phiên bản khác nhau. Ngày 9 tháng 3 năm 1965, chiếc xe tăng M48A3 của Thủy quân Lục chiến Mỹ, tiểu đoàn tăng số 3 cập cảng Đà Nẵng. Đây là chiếc M48 đầu tiên có mặt tại chiến trường Việt Nam. Tiếp đó, một số lượng khá lớn M48 được đưa đến Việt Nam. Từ năm 1971, thực hiện chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh, thiết đoàn chiến xa đầu tiên trang bị M48 của quân lực Việt Nam Cộng Hòa được thành lập, mang phiên hiệu thiết đoàn 20 thuộc biên chế của lữ đoàn 1 thiết kỵ. Năm 1973, hai thiết đoàn chiến xa nữa được thành lập, mang các phiên hiệu 21, 22, trực thuộc các lữ đoàn thiết kỵ 2 và 3. Cho đến cuối chiến tranh, quân lực Việt Nam Cộng Hòa có 3 thiết đoàn chiến xa trang bị M48 với tổng số 162 xe. Tất cả M48 ở Việt Nam đều là M48A3, mẫu xe hiện đại nhất của thế kỷ 60. Nhìn chung, về tính năng kỹ thuật của M48 thuộc loại tương đối hiện đại và tiện dụng, vì vậy nó thuộc loại xe tăng phổ biến nhất do Mỹ chế tạo. Đã có gần 12.000 xe tăng M48 được sản xuất và sử dụng trong quân đội của 11 quốc gia. Còn T-54 cũng là loại xe tăng phổ biến nhất do Liên Xô chế tạo trong các thập kỷ 50-60 của thế kỷ 20. T-54 du nhập về Việt Nam đầu những năm 60, song thực tế đầu năm 1971 mới tham gia trận đánh đầu tiên trong chiến dịch phản công đường chính Nam Lào. Trong cuộc tổng tiến công chiến lược năm 1972, T-54 và M48A3 đã có dịp đọ sức với nhau trên chiến trường Quảng Trị. Tuy nhiên phần thắng không nghiêng hẳn về bên nào. Ngày 9 tháng 4 năm 1972, với chiến thuật trâu rừng, M48 đã bắn hạ khá nhiều T-54. Song đến ngày 27 tháng 4 năm 1972, đến lượt hàng chục M48 bị T-54 bắn hạ. Trong đó, riêng đại đội trưởng Nguyễn Văn Thái đã diệt được 5 chiếc ở Tây Đông Hà. Thử so sánh một số tính năng kỹ chiến thuật giữa M48A3 với T-54. Về trọng lượng chiến đấu, lần lượt M48A3 và sau đó là T-54 có các thông số về trọng lượng chiến đấu như sau: 49,6 tấn và 36 tấn. Về chiều dài, 9,3 m và 6,45 m. Chiều rộng, 3,65 m với 3,27 m. Chiều cao, 3,1 m với 2,4 m. Kiếp chiến đấu, tất cả đều 4 người. Pháo chính cỡ nòng, nòng xoắn 90 và nòng xoắn 100. Đại liên 12,7 mm. Mỗi loại đều có một cái. Đại liên 7,62 mm. M48A3 có một đại liên cỡ này và T-54 có hai loại. Động cơ, công suất, đơn vị là mã lực. M48A3 là diesel 750 và T-54 là diesel 520. Nhìn chung cả về trọng lượng, kích thước, công suất động cơ và công suất riêng thì M48A3 hơn hẳn so với T-54. T-54 chỉ có một điểm trội hơn là cỡ pháo lớn hơn 100mm so với 90mm. Nói một cách hình tượng, khi xếp T-54 bên cạnh M48 thì nhìn cứ như một chú thiếu niên đứng cạnh một người trưởng thành, chỉ được mỗi cái nòng pháo to và dài hơn mà thôi. Tuy nhiên khi đối đầu trực tiếp với nhau thì không phải cứ to hơn nặng hơn mà thắng. Đừng cười châu chấu đá xe. Dân gian có câu, đừng cười châu chấu đá xe, tưởng rằng chấu ngã, ai dè xe nghiêng, để nói về trường hợp đối đầu không cân sức. Thực ra trong những trường hợp đó, thắng bại không chỉ nghiêng về phía bên nào có thế lực mạnh hơn. Sáng sớm 30 tháng 4 năm 1975, đại đội XT1 tiểu đoàn 1 trung đoàn xe tăng 273 cùng với bộ binh thực hành tiến công từ khu vực ngã ba Bà Quẹo vào sân bay Tân Sơn Nhất và bộ tổng tham mưu. Trung đội XT1 gồm một xe tăng T-54 do đại đội trưởng Nguyễn Văn Tư trực tiếp chỉ huy dẫn đầu đội hình. Đường phố vắng lặng một cách bí ẩn. Với những kinh nghiệm chiến đấu phong phú thu lượm được từ trận đánh Buôn Mê Thuột ngày 10 tháng 3 về đến đây, đại đội trưởng Tư cho các xe đi theo đội hình xích sắt. Xe cách xe chừng 50m thận trọng tiến lên. Lúc 6 giờ 30, đội hình chiến đấu đã đến ngã tư Bãi Hiền, quan sát không thấy có dấu hiệu gì nguy hiểm. Đại đội trưởng Tư cho xe rẽ trái về hướng Lăng Cha Cả. Đột nhiên từ ngách phố bên kia, hai chiếc M48 bất ngờ xuất hiện và bắn vào sườn xe của anh. Sau khi bắn xong, chúng lại lui về mất dạng. Như vậy, lợi dụng địa hình và các khối nhà ở xung quanh ngã tư làm vật che khuất, phía Việt Nam Cộng Hòa đã sử dụng xe tăng phục kích ở đây và tất cả những phương tiện qua lại, ngã tư sẽ trở thành miếng mồi ngon cho chúng. Tình thế bây giờ thật nguy hiểm, nếu không diệt được hai chiếc M48 này thì khó mà vượt qua được ngã tư.
Tuy nhiên có cái khó là chúng lấp kín trong các ngõ ngách bên kia ngã tư nên các xe tăng của quân giải phóng không quan sát được. Quan sát đánh giá tình hình, Mai Văn Hoạt, trưởng xe 985 xác định xe địch phục kích ở hướng bệnh viện Vì Dân, nay là bệnh viện Thống Nhất. Vì vậy anh lên đài vô tuyến điện đề nghị hai xe sau yểm hộ, còn anh sẽ lợi dụng khối nhà bên phải làm vật che khuất, đến ngã tư sẽ bất ngờ rẽ phải để diệt địch. Theo lệnh của trưởng xe, lái xe Phùng Văn Tính cho xe bám sát khối nhà bên phải thận trọng tiến về ngã tư. Vừa chớm đến ngã tư, Tính kéo cần lái sang phải. Đúng lúc đó, một phát đạn đã bắn trúng đầu xe 985, làm hỏng pháo. Một chiếc M48 nữa nhô ra như bốn đốt sóng chiếc T-54 nhỏ bé này. Vẫn không thấy pháo xe mình bắn, sau này mới biết pháo đã bị hỏng. Trưởng xe Hoạt hét lên trong bộ đàm, tăng tốc độ lao thẳng vào nó. Ngay lập tức, lái xe Phùng Văn Tính kéo lên số và tăng chân dầu. Xe 985 vọt lên nhằm thẳng đầu chiếc M48 mà lao tới. Có lẽ không thể ngờ được tình huống này, chiếc M48 giật mình lùi lại, cả khối thép đồ sộ của nó lùi vào mặt tiền một ngôi nhà. Căn nhà đổ ụp xuống, cả đống gạch vỡ trùm lên xe, mấy tên lính trong xe chui qua cửa an toàn chạy mất. Chiếc thứ hai thấy vậy cũng quay đầu tăng tốc độ chạy về hướng nội thành. Các xe phía sau ào lên chiếm được ngã tư, mở đường cho đại quân tiến về sân bay Tân Sơn Nhất và Bộ Tổng Tham mưu Việt Nam Cộng Hòa. Sau trận đối đầu này, có người hỏi Tính tại sao lúc ấy anh lại làm như thế. Tính chỉ cười hiền lành, pháo đã hỏng rồi, mình mà không hút nó thì đã bắn mình thôi. Cùng với những chiến công từ trận đánh Ban Mê Thuộc, kết thúc chiến dịch Hồ Chí Minh, xe 985 được tặng thưởng huân chương chiến công giải phóng hạng nhất. Trong những trận đánh bảo vệ biên giới Tây Nam và làm nghĩa vụ quốc tế, xe 985 lại lập công xuất sắc và được đưa về trưng bày ở Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Phùng Văn Tính và các thành viên kiếp xe dũng cảm đó cũng được tặng thưởng huân chương chiến công giải phóng các loại. Anh mới biết, trong những cuộc đối đầu như thế, dẫu có to khỏe nhưng chưa chắc đã giành phần thắng. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.